xin mời cô dâu màu đỏ giới thiệu về mình. Em tên là Mỹ Kiều, em hiện giờ làm nhân viên thu ngân ở nhà hàng. 28 tuổi. Kiều dạ, ở đâu? Dạ em ở Mỹ. Em sống ở bên Mỹ hả? Dạ. Về đây là em về đây em lấy chồng, cưa kết hôn với chồng em. Dạ. Vậy hả? Rồi dạ. Chừng nào đi lại? Dạ tuần sau, thứ bảy tuần sau anh bay. Như vậy là cuộc gặp gỡ chúng ta là chắc chắn là sẽ có rất là nhiều điều thú vị. Dạ. Nhưng điều thú vị nhất đó chính là một cái kỷ niệm giữa em và với chương trình. Dạ. À, xin cảm ơn. Hai con em tên dạ. gì? Dạ em tên là Lê Trương, hiện là kỹ thuật viên điện thoại. Em 27 tuổi. Hai em quen nhau như thế nào? Lúc trước là học chung lớp tiếng Anh với nhau, cũng không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà tại vì bạn này hay đi xe buýt, cái có bữa rủ đi ăn thì em cũng đi, em ra em chở ra đi ăn luôn. Thì lúc đi ăn xong thì em nói về không thì mình chở về luôn. Thì chở đi chở về nhiều riết cái thích yêu. Mà ai khoái ai trước? Dạ chắc em khoái trước. Thì ban đầu em định ghép cô bạn của em cho ảnh, tại vì em thấy ảnh thư sinh mà hiền quá, em sợ ảnh lấy em và ảnh khổ. Chứ sau này cái ảnh nhắn tin Yahoo, ảnh nói là ảnh muốn làm quen với em. Nhưng mà cái nickname rất là ngộ, ảnh tên là Trần Lê Trương, nhưng mà nickname nó không có dấu, nó còn Trần Chuồng à. Cái em tưởng ai chọc em á, ủa ai biến thái trời. Cái nói là ơi có gì ra ngoài gặp mặt đừng nhắn tin gì phiền phức lắm. Cái ảnh mới nói là không phải, là ảnh là Trần Lê Trương. Dạ. Thì gặp nhau thế nào? Thì lúc đó em đang đứng đợi xe bus, ảnh tới ảnh rước em. Cái ảnh nói là Trương thích Kiều chứ Trương không có thích Ngọc. Cái nói trời ơi Trương đừng có thích Kiều, Kiều đang thích thằng kia kìa, Trương không có thích Trương đâu. Cái thôi buồn lắm chị, đừng có quen mấy người đó xa lắm. Cái nó ảnh gần nè, ảnh sẽ đưa em đi học, ảnh dụ em. Cái nó cũng có lý. Cái nó được rồi, anh này ảnh được nè. Em mới nói ảnh là ủa nó nghe là Trương quen Kiều á, Trương có chắc không? Cái Trương nói chắc nhắn sao là chắc vậy, hứa thật không? Thật. Cái lúc đó em cua liền, em nói Trương đưa tay cho Kiều nắm cho. Cái anh đưa em nắm, tim anh đập bóp. Mà cái tim đập bóp. Chưa yêu bao giờ, chưa yêu bao giờ. Hèn chi tim đập bóp. Cái tỏ tình quá đáng yêu. Dạ. Trong cái thời gian mà các bạn quen nhau chắc cũng đáng yêu đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nhiều, nhiều câu chuyện vui lắm. Ngày xưa ảnh gan lắm, cái gì anh cũng dám làm á. Em mà đòi chia tay với ảnh là ảnh chạy xe tông vô xe hơi người ta, đổ máu chán luôn. Ủa chiếc xe có bị gì không? Chiếc xe máy. Ủa gan vậy đó hả? Dạ. Nhìn cái mặt hiền khô gì gan lắm, ảnh làm lắm hết á. Rồi nhiều trò lắm. Để em thương ảnh. Cái em nói là thôi anh ơi mình không tới đâu đâu. Tại vì em trước sau gì em cũng đi theo ba mẹ em sang Mỹ thôi. Anh nói không, anh sẽ chờ đợi em. Khi lúc đó tụi em mới đi qua nước ngoài, ảnh thì ở lại. Qua thì cuộc sống khó khăn, thì mẹ nói mày có thương nó không? Mày thương nó thì mày nói cho nó biết để nó chờ, còn mày không thương nó thì mày để cho nó lấy vợ đi. Cái em mới nói thôi, thương không thương. Cái em mới chờ đợi ảnh, mà ảnh lúc mà thiếu em thì ảnh đi chơi, trời ơi đi chơi giả mang luôn. Vậy hả? Đi đâu có đâu chị, hè này chơi kỳ lắm. Chỉ là thức dậy là phải thấy em. Và chỉ ngủ là không cho em đi chơi. Kỳ á. Là chat với nhau phải không? Chat với nhau á chị, có nghĩa là hả? Dạ Sky đúng rồi, chắc... ngày nào cũng Skype với nhau đó. Dạ. Rồi cái tình trạng mà theo dõi qua cái hệ thống lắm mà chị. Mà đó điện tử như vậy là trong bao nhiêu lâu? Dạ cũng 3 năm. Trời ơi 3 năm bị giam cầm kiểu đó đó hả trời. Rồi đến bao lâu thì mấy bạn mới lấy nhau? Tụi em quen nhau được 8 năm rồi tụi em mới cưới nhau. Bây giờ mới cưới. Một cuộc tình dài đằng đẵng. Trời ơi vậy đó hả cưng? Dạ, bây giờ là mới cưới 8 tháng thôi. Lấy nhau 8 tháng rồi em đi về Mỹ rồi. Dạ. Rồi em mới trở lại. Dạ em trở lại em tham gia chương trình. Dạ. Em biết chương trình này thông qua đâu? Em ở bển cái có một chị bạn chỉ nói là ê tham gia chương trình này vui lắm, hai đứa bay lên nói xấu nhau đi. Trời cái chương trình nó hay như vậy đó. Nghĩ sao à? Định nghĩa chương trình vợ chồng son đó là vợ chồng lên nói xấu nhau. Thường là nói xấu mình nói lén không? Này mình nói ngay mặt. Nói công khai luôn. Đúng không? Cho bạn dân thiên hạ coi luôn mà. Mà chị hỏi nè, chị hỏi nè. Vợ chồng mà cái kiểu xa cách như vậy đó thì chắc chắn là khi lấy nhau rồi tụi em cũng đâu có vỡ mộng về nhau, tại đâu có thời gian mà ở gần gũi nhau để không, mà chia tay 80 lần nữa. Vậy hả? Chia tay 80 lần coi như là yêu 8 năm, chia tay 80 lần, 50 lần, 2 tháng đúng chưa? Nhiều khi tháng coi như là chia tay 2 lần luôn á. Mấy lần chia tay ai là người chủ động đòi chia? Đây không 80 lần hết 79 lần mà này. Anh hay gì làm
không quan tâm, muốn làm gì làm. Cái em thấy bất lực, bất lực cái em mới kêu quái ơi chia tay thiệt hả? Em nói ừ chia tay giờ hết sợ gì rồi. Vậy á hả? Dạ. Rồi lúc đó làm sao? Dạ, ai dạ. Là người mà rút lại cái lời chia tay? Em rồi. Em phải dạ. Chỉ đâu, sợ lắm. Thấy lâu quá chứ nó cũng thèm kiếm mình luôn. Lên đăng ta tết lên buồn quá rồi cái gì này nọ lung tung beng hết á. Cái này vô chửi mày tao mày là à, vậy đó rồi đọc lên ghi này nọ cho con nào biết cho con nào chửi ngược em đó. Ủa thì anh buồn anh nói anh buồn thôi chứ cái gì đâu mà tiện em lên chửi anh. Cái vô nói một hồi cái cãi qua cãi lại cái hồi khóc xong rồi. Dạ, dạ. Vậy đó. Ủa ai gọi chương mày tao? Dạ tại hồi đó nhỏ tuổi hơn kêu giờ lấy chồng về vậy. Dạ, bớt rồi chị. Dạ. Mà phải gần nhau nhiều một chút rồi bắt đầu mới quen. Dạ. Quen hẳn được đúng dạ. Không? Cho chương nói xấu vợ trước đi. Dạ. Thì sau khi cưới thì nói chung cũng vui lắm chị, đi chơi đùm lum hết á. Mà có cái đợt là vui nhất luôn. Em chở đi Đà Lạt đi chơi 3-4 ngày luôn vui lắm, về cũng vui lắm. Cái cột cái hàng phía sau cái xe á, em cái thùng á cột sau chở chạy gần tới nhà rồi cái chị mới khát nước, chị nói tắp vô uống nước mía đi. Mình cũng vui vẻ kêu ờ vô nước mía em ha. Cái vô nước mía cái bà nước mía bà thấy cái thùng đồ nó muốn rớt có em thùng đồ nó rớt kìa. Cái nó quay qua nói bà biết rồi. Cái bà kêu không rớt kìa, nó móc vô lại đi. Tôi nói biết rồi, bà bán nước mía đi. Cái mình thấy vậy mình cũng tức chứ, kêu trời người ta nhắc em thôi mà có đâu mà em vậy. Cái mình nói nó cái nó im cái uống nước mía xong về nhà cái mặt nặng nhăn cái nói đi chơi vui vẻ được đó, thì vui vẻ đi tự nhiên nhăn nhó gì cái bắt đầu cái nói ra cái gì giờ mày bệnh ba đó đúng không, bệnh ba đó anh là phá banh nước mía rồi lắc đầu luôn. Cái lúc mà cái đại quý ba nhắc em á là em bị tụt huyết áp em mệt em chưa có quậy tại chỗ. Bà tụt huyết áp mà chưa quậy tại chỗ được, uống nước mía xong đường lên bắt đầu mới quậy. Mà có tới quậy không? Dạ hùi thôi chị ơi. Anh không cho em đi, cái này anh không cho em đi làm đập bể TV lấy đi bó đứt lê em luôn. Thôi má em về cái thấy đồ lạc luôn á, kêu ủa sao vậy? Dạ hồi nãy con cầm triệu mót, con quên cầm triệu mót lầu cái con làm rớt xuống cái bể. Chứ không phải trời. Rồi lúc em rất là hiền. Dạ. Dạ cái nói chung là xong cái lên cái thấy cào mình á cũng chạy dữ lắm. Cào thấy, em thấy, thấy thấy thử em xót xa. Em tự cào á hả? Cào em, cào em. Thế xong rồi thấy em chạy nhiều quá, xót xa cái vô tha này nọ rồi cái nịnh nịnh em tới cái dạ vậy đó hả? Mẹ em á nói là à, mày mà hổn với chồng á là mày nghèo suốt đời đó, em sợ nghèo. Rồi còn cái gì xấu nữa không? Kể luôn đi. Và hay soi mói gì đó. Có lần nào mà soi mà khiến em bực không? Có. Dạ, lần nào cũng bực á. Lần nào cũng bực á đó. Em đi chơi bình thường thôi mà hỏi đi với ai, đi mấy giờ, đi ra làm sao, có đi với gái không? Lúc nào cũng phải có thêm chữ gái vô á. Tại vì đi với gái không? Em hay search trên cái bạn Facebook của ảnh á là có mấy cái người bạn á, nói chung là thích ăn nhậu, không có thích có vợ, thích chơi bời. Em sợ đi chung với mấy người đó cho nên em dẹt ra liền. Bạn bè em chơi từ nhỏ đến lớn rồi mà có gì đâu, tự nhiên cái nó nói vậy mà chứ không, nó mà không thích ai là không cho em chơi người đó. Vậy chứ đó vẫn đi với đất, nó hay bỏ vợ em chơi, nó về bữa bỏ vợ nó đi bây giờ còn chơi không? Dạ còn vậy lì lắm chơi hoài á. Bạn nó bỏ vợ chưa? bỏ rồi hết anh á. Em còn gì nữa không? Hết rồi đó. Đúng giam đâu. Giờ phải cho dạ, người ta chứ. Em kể coi. Chồng em trước khi cưới là ảnh cuối lắm, ảnh chiều em đủ thứ. Có điều là lâu lâu bị khùng thôi. Lâu lâu chạy xe tông ta, té thùng, chạy táo gì đó thôi. Còn mà sau khi mà về thì ảnh hay ta chửi. Nhưng mà mỗi lần ảnh đi nhậu vậy nè. Giờ muốn gì, làm gì vậy? Hỏi em mà hỏi chổng không mà. Cái em á, gì vậy đó, đóng vai ông nội. Em hỏi bộ đóng vai ông nội. Trời ơi, ông nội gì mà ông nội. Em á nha, em dạo này em kỳ lắm. Kỳ nhưng mà kỳ với một cái lộn. Em ghét anh uống rượu, anh uống rượu vô cái là anh giống như là ông nội em vậy chứ. Dạ. Rồi sao nữa? Dạ là em phải giải quyết xong mới xuống chịu làm em của em á, nghe lời em. Dạ. Giải quyết gì? Giải dỗ.
Sao sao giờ muốn quậy không? Coi ai quậy mạnh hơn à? Sao mà anh xẹp xuống lại. Cái xấu là lúc khi nào nhậu là nhậu xấu vô tính. Là kỳ cục à. Ừ, dạ. Còn gì nữa? Tốt bình, lắm, không có gì đâu. Bình ở dơ vẫn chưa có hoàn thiện lại được. 2-3 ngày không tắm cho chị mình được. Trời ơi, kệ. Ở đây mà 2-3 ngày không tắm. Em thì em thích ảnh là 2-3 ngày không tắm, bởi vì thúi không ai theo á. Sao em là không tắm. Dạ. À sao em là em khuyến khích là thôi đừng tắm đúng không? Ờ, đúng. Cùng mừng. Thấy em à, vợ em lanh vậy chứ chắc suốt ngày đi dụ người ta không đúng không? Bị người ta dụ anh ơi. Ai dụ? Trời ơi bạn bè vô chị. Nói trời cái này lông mày mày thưa quá hồi xăm đi đó đi xăm mới đi xăm luôn mấy trăm ngàn con mày thấy kêu cái mặt không có gì đặc sắc hết thôi mình làm cái mặt người dưới đây đi. Em nhìn xem em thấy bó tay luôn á. Ê đừng có nói cái tóc nhuộm vàng vàng này cũng bị dụ nghe. Dạ đúng tự nhiên đang tóc dài đẹp em hồi giờ em thích tóc dài mà tự nhiên quất vậy đó bị bạn dụ là cắt luôn không, mà nhuộm em nói là tóc sơ quá à cháy quá à mày để tóc như cây chổi tối chồng mày nó gỡ tưởng mày ôm cái cây chổi ngồi cái cắt đi làm kiểu khác mà anh nói mềm đẹp hơn mà chị ảnh nói rõ ràng rồi. Con người cái thắt cặp vợ chồng này vui không ạ? Quá vui ha. Anh phải nói rằng là anh vẫn hay khuyên các cặp vợ chồng á cũng đừng nên kêu bằng nó nhưng mà thực sự mà anh nói cái cảm nhận riêng của anh nha. Anh thấy cái cách mà chồng em kêu em bằng nó hoặc em kêu chồng em bằng nó đó nó vừa có một chút gì đó nó rất dễ thương. Dạ. Dạ nè. Dạ. Từ nó của các bạn nó dễ thương như thế nào. Nó giống vợ chồng đậu á. Tôi xin nói rằng là tôi không khuyến khích các cặp vợ chồng xưng nhau bằng nó. Nhưng mà với cặp vợ chồng này tôi cảm thấy là được kêu bằng nó không anh? Nhưng mà thôi bớt chút đi. Ê chị thấy là vui lắm. Em á có một cái cô vợ á có duyên dễ sợ luôn. Dạ. Chị nói thiệt với em. Ai gặp cũng thích đó. Chị nói chuyện với bạn này á, chị thấy bạn có một cái gì đó cuốn hút dễ sợ luôn. Dạ. Bây giờ chị hiểu tại sao á. Anh đi cuốn. Đây là người con gái đầu tiên của em mà cũng là chị nghĩ là duy nhất của em. Quá duyên. Quá duyên dáng đi. Mà thì chị thấy vậy nè. Thì riêng với tụi em á, đúng như anh Thuận nói á, cái xưng hô của tụi em á, mình nghe thì mình tưởng là vậy á, nhưng mà cái đó nó có một cái gì đó rất là đặc trưng riêng của cặp vợ chồng tụi em. Họ đáng yêu vô cùng. Dạ. Thì chị chả khuyên cái gì hết. Đối với tụi em, chị chỉ chúc tụi em hạnh phúc hơn nữa. Cảm ơn. Và tụi em sẽ là của nhau mãi mãi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ.